Khi về già, người khôn ngoan đừng dại, nợ bốn điều, làm năm việc. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, quý vị định nghĩa như thế nào về một người khôn ngoan ạ? Và theo quý vị thì điều gì làm nên một người khôn ngoan nhỉ? Nghe thì có vẻ to tát như thế thôi, nhưng thực ra việc đánh giá một người có bản lĩnh và khôn ngoan hay không không thể dựa vào bề ngoài mà phải nhìn những gì họ thể hiện qua hành động và lời nói. Tình cảm không phải là cái động không đáy, sự bao dung trong tình bạn hay ngay cả trong tình thân cũng không phải tài khoản vô hạn, thích lãng phí bao nhiêu cũng được. Nhất là với những mối quan hệ gia đình và họ hàng thường rất nan giải mỗi khi có mâu thuẫn, khúc mắc xảy ra. Để hạn chế điều này, quý vị giữ được sự hòa thuận giữa những người thân, mọi người nên nhớ đến quy tắc đừng nợ bốn điều, đừng làm năm việc. Những món nợ và những điều đó là gì? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là bốn điều không nợ. Món nợ thứ nhất là nợ kinh tế. Quý vị có công nhận với ngẫm sự đời một điều rằng bất kể việc gì mà hễ dính dáng đến tiền bạc là đều rất dễ mất lòng nhau không ạ? Ngay cả là với người nhà, tuy nói rằng họ hàng nên quý mến và giúp đỡ nhau thường xuyên, nhưng các khoản nợ liên quan tới kinh tế có thể trở thành khúc mắc gây bất hòa tình cảm người thân ruột thịt. Có rất nhiều trường hợp họ hàng nợ tiền của nhau nhưng không giải quyết được, cuối cùng dẫn đến tranh chấp nảy lửa từ mặt anh em. Báo chí từng đưa tin, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội PC45, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Trí, 26 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, để lập hồ sơ xử lý hành vi giết người. Nạn nhân của Trí là người em ruột tên Nguyễn Thanh Trung, 20 tuổi, tử vong do vết đâm thấu ngực trúng tim. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, tối ngày 5 tháng 11, sau khi nhậu xong cùng hai người bạn tại nhà ở khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, giữa Trí và em ruột là Trung xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc Trung mượn Trí tiền vài trăm ngàn đồng nhưng chưa trả. Bực tức về việc Trí cứ đòi tiền nên Trung lao vào đánh anh mình. Bất ngờ, Trí lấy con dao Thái Lan để trên kệ, chém đâm một nhát vào ngực của Trung. Nạn nhân gục xuống nền nhà và được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận An. Tuy nhiên, do vết đâm thấu tim nên Trung đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Công an phường Vĩnh Phú đã phối hợp cùng công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Trí ngay trong đêm và bàn giao đối tượng cho PC45 Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền. Quý vị thấy đấy, mỗi một hoàn cảnh đều có khó khăn riêng. Khi cho vay mượn tiền, hạch toán rõ ràng sẽ khiến người khác cảm thấy mình tính toán chi li. Còn nếu không đòi thường xuyên, người nợ lại thiếu sự tự giác, không muốn trả nợ sớm, vì mối quan hệ cũng hình thành vết nứt. Cuối cùng, tiền tài và lợi ích sẽ là vũ khí châm ngòi các cuộc chiến nhanh nhất. Vì vậy mà quý vị ơi, giữa các khoản tài chính có liên quan tới họ hàng, người thân, hãy luôn minh bạch, rõ ràng. Nếu có thể thì tránh vay mượn của nhau. Nếu gặp tình huống bất khả kháng phải mượn nợ thì cần nhanh chóng thu xếp để trả lại cho họ, quý vị nhé. Món nợ thứ hai đó là nợ trách nhiệm. Quý vị ạ, cuộc đời này giống như là một sân khấu lớn. Những người thân của chúng ta có thể đóng những vai trò khác nhau. Con cái, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em. Mỗi vai trò đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Ví dụ là con cái trong nhà, chúng ta nên gánh vác trách nhiệm tôn trọng, phụng dưỡng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. Thế rồi, khi đã là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo con cái cho đến khi chúng trưởng thành nên người. Còn nếu là vợ chồng, chúng ta có trách nhiệm phải chung tay cùng xây dựng gia đình, bảo vệ cha mẹ và con cái. Đồng thời cũng phải có trách nhiệm chung thủy, bao dung với bạn đời. Là anh em ruột thịt,
cần có trách nhiệm đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, chia ngọt, sẻ bùi trước những thay đổi lớn của cuộc sống. Khi quý vị hoàn tất trách nhiệm của bản thân, bạn sẽ sống thẳng lưng, khoan thai mà không phải e ngại điều gì cả. Món nợ thứ ba, nợ lòng tốt. Khi kết giao với bạn bè ngoài xã hội, chắc hẳn không ai muốn mắc nợ ân tình. Mối quan hệ trong gia đình với họ hàng hay người thân cũng tương tự như vậy, đúng không quý vị? Thế nhưng, cuộc sống là như thế. Lúc chúng ta khó khăn, dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ cần đến những sự giúp đỡ và chắc chắn sẽ có những người cam tâm tình nguyện, sẵn lòng giúp đỡ khi chúng ta gặp cảnh khó khăn mà không cần báo đáp. Nhưng chính vì điều này mà chúng ta càng phải có lương tâm, dùng lòng tốt để đáp lại lòng tốt. Trên đời này cũng có rất nhiều ân tình mà ta không thể báo đáp hết, chẳng hạn như ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy chúng ta cần phải cố gắng hết sức để thể hiện lòng biết ơn và truyền ngọn lửa yêu thương. Và món nợ thứ tư, đó là nợ thời gian. Có người nói với ngẫm sự đời rằng khi về già, những bậc cha mẹ giống như một đứa trẻ. Họ sợ cô đơn, sợ bị con cái bỏ quên, sợ sự chậm chạp của mình làm phiền con. Quý vị có nghĩ giống với vị khán giả này không ạ? Có một cậu con trai ở Hồ Nam, vì giúp một người bạn khi đón dâu nên trên xe được dán rất nhiều chữ hỷ. Khi bóc chữ ra còn dính lại nhiều vết keo trên mặt kính. Người cha thấy vậy lặng lặng đi lau sạch vết bẩn, tiết kiệm 50 tệ tiền rửa xe cho con. Ông không dùng khăn mà sử dụng búi cọ xong nồi. Khi con trai phát hiện ra kính xe đã bị biến thành bầu trời đầy sao, nếu sửa sẽ mất khoảng 30.000 tệ. Tuy nhiên, người con quyết giữ lại tấm kính như một kỷ niệm. Câu chuyện này cho quý vị cảm nhận được điều gì không? Nhất là với những quý vị khán giả mà đang có cha mẹ già ở nhà. Quý vị ơi, sự thực đó là sau khi cha mẹ về già, điều lo lắng nhất không phải là bị xã hội bỏ quên, mà dần trở thành ông bà già cô đơn, con cháu không cần đến. Đôi khi họ thực sự vụng về và không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương con cái. Họ đứng tại chỗ nhìn từ xa, mong có thể làm được điều gì đó giúp đỡ các con và mong nhận được thêm chút tình yêu từ những đứa con từng mang nặng đẻ đau. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cư xử tốt trước mặt bố mẹ, luôn mong họ khen ngợi và yêu thương mình nhiều hơn. Theo thời gian, vị trí của con cái với cha mẹ dường như đã đảo ngược rồi quý vị ạ. Những đứa con trở thành người lớn và bố mẹ lại trở thành những đứa trẻ thận trọng. Những người thân yêu của chúng ta thường cố gắng không yêu cầu, đòi hỏi gì nhiều vì sợ chúng ta phải lo nghĩ, chịu nhiều ảnh hưởng. Đối với người thân, chỉ cần gia đình đoàn tụ, khỏe mạnh, không bệnh tật, tai ương, sống bình yên thì hạnh phúc đã đủ đầy và trọn vẹn dù hoàn cảnh giàu hay nghèo. Do đó, khi có cơ hội, quý vị phải dành nhiều thời gian nhất có thể để đồng hành cùng những người thân yêu. Đừng bao giờ mắc nợ họ thời gian, vì thời gian vốn là dòng chảy không có điểm dừng. Đợi đến ngày con muốn nuôi, cha mẹ không đợi, thì thứ còn lại sẽ là hối tiếc suốt nửa đời còn lại, quý vị nhé. Đừng làm 5 điều kẻo họ hàng không yên. Điều thứ nhất, đừng khoe khoang trước mặt đông người. Quý vị có điều kiện mua một chiếc xe mới, một ngôi nhà mới, hay đơn giản là những món đồ trang sức mới. Hãy cố gắng tránh khoe khoang những điều đó trước mặt họ hàng và bạn bè quý vị ạ. Nhiều người bảo tôi khoe vật chất, tôi làm ra bằng công sức, nỗ lực của mình thì có sao. Nhưng kỳ thực chẳng ai thích một người khoe khoang. Nhìn vào ai nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói đến người thân của mình quý vị ạ. Theo ngẫm sự đời thì chỉ có khiêm tốn và xung dị với đời mới là cách sống của người thông minh. Khoe khoang tiền bạc hoàn toàn không được lợi ích gì mà còn thu hút điểm xấu. Quý vị cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, phải biết cầm ô trước lúc trời mưa, đề phòng trước mọi tình huống. Quý vị nhớ nhé,
Khi quý vị giàu sang, quý vị có quyền lựa chọn cuộc sống phù hợp, cũng không cần phải mỏi mệt vì lao động chân tay. Nhưng mà quý vị cũng biết đấy, cái gì cũng có mặt lợi và hại. Vật cực tất phản. Khoe cái gì thì mất cái đó. Cuộc sống của mỗi người phải một mình tự trải qua, không phải sống chỉ để cho người khác nhìn. Khoe khoang không chỉ không nhận về sự tôn trọng mà còn thêm phiền phức khôn lường nữa. Thế nên hãy tiết chế lại quý vị nhé. Điều thứ hai, đừng hỏi về những vấn đề riêng tư. Không phải tất cả tình cảm đều cần phải dùng miệng để nói ra làm gì quý vị ạ. Không phải tất cả trí tuệ đều phải bắt đầu bằng câu hỏi. Có một loại tình cảm gọi là ngậm miệng không nói. Có một loại trí tuệ gọi là biết rõ không hỏi. Giáp và Ất là bạn bè cùng làm việc trong một công ty. Giáp trong lúc vô tình mà biết được bí mật bên ngoài về chồng của Ất. Về sau, mấy lần hỏi thăm tình hình của Ất cũng có ý trêu chọc, cuối cùng làm cho Ất khó chịu. Hai người cũng vì vậy mà tuyệt giao. Quý vị xem, không ai lại thích người khác biết rõ bí mật của mình, cho dù bạn thân đi chăng nữa. Người thân hay bạn bè cũng phải chú ý lưu lại một chút không gian riêng tư cho đối phương. Đối với bí mật của người khác, không cần phải quan tâm. Cho dù người khác đem bí mật nói cho bạn biết, thì cũng không nên nhắc lại điều này sau lưng người khác. Không phải tất cả sự quan tâm đều cần ngôn ngữ. Không phải tất cả sự săn sóc đều cần phải hành động. Có đôi khi biết rõ mà không hỏi mới là trí tuệ lớn nhất quý vị ạ. Thế nên quý vị ơi, dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, thì trong lòng mỗi người đều có một góc khuất không muốn bị người ngoài can dự vào. Hãy tôn trọng người ấy, chính là tôn trọng gia đình và tình cảm của mình nhé. Thứ ba, đừng ăn chùa suốt ngày. Trên bàn ăn, luôn có một kiểu người thích ăn, thích uống, nhưng lại không muốn trả tiền. Chỉ thích được mời, nhưng lại chẳng bao giờ hào phóng mời lại. Người ta gọi đó là những kẻ thích ăn chùa. Nhưng quý vị hãy nhớ một điều rằng, đó là dù có là họ hàng hay người thân quen đến mấy, thì cũng nên hạn chế việc để họ liên tục thanh toán hóa đơn cho mình. Dù ít dù nhiều, hãy góp tiền để bữa ăn có thể trọn vẹn hơn. Nếu không, thỉnh thoảng hãy mời lại họ một bữa. Nguyên tắc cơ bản nhất trong gìn giữ quan hệ chính là có qua có lại mới toại lòng nhau. Một bữa ăn không đáng là bao, nhưng phải cố gắng tránh làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Thứ tư, đó là nhận lòng tốt mà không biết ơn. Quý vị ơi, xung quanh chúng ta luôn có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ phải đợi đến khi mắt thấy tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng? Bởi vì có những cho đi không bao giờ mong chờ quý vị đền đáp. Có những giúp đỡ không bao giờ chờ bạn nói cảm ơn. Khi gặp khó khăn, rắc rối, bạn cần người thân, bạn bè xung quanh giúp đỡ. Mỗi lần như vậy, nhất định phải nhớ ơn, thì người khác sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Và cuối cùng đó là không chỉ trích khi chưa rõ thực hư. Quý vị có đồng ý với ngẫm sự đời rằng gia đình chính là cảng tránh bão, là nơi trú ẩn an lành nhất mà người ta thường tìm đến khi mệt mỏi không ạ? Do đó là người thân, đừng nên lên tiếng chỉ trích, đay nghiến khi chưa rõ sự thật. Điều gì không nên lên tiếng thì đừng bao giờ nói quá nhiều. Hãy cho người đó khoảng không gian vừa đủ để thở. Đừng gây khó dễ cho nhau để làm gì quý vị nhé. Ai cũng có quyền phản bác nếu không đồng ý một ý kiến, sáng kiến hay quan điểm trái với mình. Nhưng phản bác tranh luận phải đi kèm với lý lẽ và sự tôn trọng lẫn nhau, bởi cái ta nghĩ chưa chắc gì đúng hơn cái của người khác nghĩ. Trước một sự vật hiện tượng sẽ có nhiều suy nghĩ, ý kiến khác nhau được đưa ra. Và cái nào phù hợp với thực tiễn cuộc sống thì tự nhiên sẽ được chấp nhận. Ngày nay, con người được tiếp cận nhiều thông tin, đó là thuận lợi mà cũng là khó khăn. Vì trong rất nhiều thông tin đó, đòi hỏi người ta phải biết đối chiếu, kiểm chứng, lựa chọn để có thể hiểu đúng vấn đề. Sau khi hiểu đúng rồi thì mới có thể phản ứng, và khi đó lại là câu chuyện chọn cách phản ứng như thế nào cho phù hợp và hiệu quả nhất.
Quý vị thân mến, cuộc sống vốn nhiều thử thách, chúng ta luôn phải trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, cản trở. Nhưng dù vận trình buồn hay suôn sẻ, thì bất cứ ai cũng phải bình tĩnh đối mặt, quý vị ạ. Những va chạm trong quá trình tuổi trẻ vất vả rồi sẽ trở thành hành trang để đi cùng chúng ta đến ngưỡng tuổi trung niên. Tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh, mọi người mới có thể an hưởng tuổi xế chiều. Bất cứ ai cũng mong muốn mình có quý nhân trong đời. Thực tế, những người này vẫn đang hiện diện bên cạnh, chỉ là bạn không nhận ra họ mà thôi. Chúng ta luôn luôn bỏ gần tìm xa, xem những điều tốt đẹp mà không những người bên cạnh dành cho bạn là điều hiển nhiên, không biết trân trọng. Con người bước qua 50 tuổi nên trân trọng ba quý nhân sau đây, thì về già mới hạnh phúc. Cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe để biết ba quý nhân đó là ai, quý vị nhé. Quý nhân thứ nhất, người tốt nhất để dựa vào là chính mình. Quý vị biết không, có nhiều người luôn miệng nói rằng tại sao mình lại có quý nhân giúp đỡ giống như nhiều người ngoài, tại sao mình không may mắn bằng họ. Nhưng mà quý vị ơi, đôi khi quý nhân lại là chính mình đấy ạ. Nhất là một khi một người bước qua 50 tuổi sẽ hiểu ra chỉ có thể dựa vào bản thân, vì dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa người, người sẽ chạy, dựa sông, nước sẽ chảy đi. Cuộc sống này dù sớm hay muộn thì cuối cùng quý vị cũng sẽ ngộ ra một điều rằng con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình, không ai có thể đồng hành mãi mãi. Vậy nên, thay vì dựa vào người khác, hãy dựa vào chính bản thân. Việc mình có thể tự làm thì đừng nhờ vả người khác. Có vậy, chúng ta mới có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao. Chỉ có dựa vào bản thân và tự tin hơn thì quý vị mới không bị coi thường và sẽ giúp cuộc sống sau này của quý vị chắc chắn sẽ ổn định hơn. Còn nếu như quý vị cứ mãi dựa dẫm vào người khác, luôn mong người khác giúp bạn giải quyết những rắc rối cho quý vị, thì quý vị đã thực sự thua rồi, thua trên đường đua để tới cái đích mà mình muốn. Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc dù có êm đềm và đủ đầy luôn thật mệt mỏi và tiềm ẩn những sóng gió khó lường. Hemingway từng nói, cuộc sống luôn làm chúng ta bị thương khắp người, nhưng đến cuối cùng, những chỗ bị thương đó chắc chắn sẽ trở thành chỗ mạnh nhất của chúng ta. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng nên rèn luyện cho mình dũng khí để có thể sống tự lập. Nếu đặt hết hy vọng vào cuộc sống của người khác, thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như mong muốn. Chỉ có dựa vào chính mình mới khiến bản thân tự tin hơn, mới không bị người khác khinh thường. Cuộc sống nửa đời về sau mới vững vàng hơn, quý vị nhé. Quý nhân thứ hai, người bạn đồng hành tốt nhất là bạn đời. Ở đây có lẽ phần lớn quý vị đều là những người đã lập gia đình rồi, đúng không ạ? Và quý vị cảm thấy việc có một người bạn đồng hành hiểu mình, đồng cảm và sẻ chia cùng mình có thực sự quý giá không ạ? Có người từng nói với Ngẫm Sự Đời rằng đồng hành là lời tỏ tình lãng mạn nhất, bạn đời là người sẽ ở bên cạnh mình lâu nhất. Và Ngẫm Sự Đời thì đồng ý với điều này, quý vị ạ. Cha mẹ đến một ngày sẽ rời xa chúng ta. Sau này, con cái lớn lên có sự nghiệp, gia đình cũng sẽ không thể ở cạnh bạn đến cuối cùng. Suy cho cùng, chỉ có bạn đời là người luôn ở bên ta. Vì có người đồng hành, quý vị sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong hành trình cuộc đời. Con người bước qua tuổi 50, chớp mắt là đã đến cái tuổi nghỉ hưu để an dưỡng. Lúc này, quý vị lại càng phải hết sức trân trọng duyên phận vợ chồng. Nếu như trong lúc này mà ly hôn, phần lớn đều không tốt. Những ngày tháng sau này, cô độc một mình, biết tìm ai để chia sẻ, than thở kề khổ. Nếu như bị bệnh, ai sẽ chăm sóc mình đây, quý vị nhỉ? Quý vị cũng phải biết ơn người bạn đời của mình đã cùng bạn bước qua thời gian thanh xuân tươi đẹp, cùng mình trải qua những năm tháng khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp. Cho dù đối phương hay cằn nhằn và có nhiều tật xấu,
Nhưng chính những điều đó mới là tình cảm chân thật. Đó mới là điều để tình yêu luôn bền chặt. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.